Làm dâu trong tưởng tượng và thực tế. Buổi sáng trong tưởng tượng. Buổi sáng thực tế. Gọi tao dậy ăn cơm chứ. Ba mẹ ngủ chưa chơi chứ chật là chưa dậy nữa. Đợi tao đem cơm chứ từng không có gì. Riết không biết ai mẹ chồng hay con dâu nữa đó. Báo quá báo rồi. Rồi chưa dậy nữa. Chuyện vợ chồng trong tưởng tượng. Cái nhà này không phải là có hai người đâu mà hung mà ôm mà ngồi lên đùi. Chết vậy em ơi. Chuyện vợ chồng thực tế. Hai đứa mày làm gì mà chơi bời suốt ngày vậy? Cưới nhau về mà không có làm chuyện vợ chồng hết trơn á. Vợ chồng là mình phải sinh hoạt vợ chồng chứ con. Hả? Dâu trong tưởng tượng. Làm gì mà cái chỗ đó lau hoài chưa xong vậy? Còn chỗ này nó đèn nhám chưa muốn chết nè, cũng chưa lau nữa. Rồi còn cái lá này thấy không? Bụi quá trời không lau nữa. Chị mà không lau hả? Tôi về tôi mét mẹ đó. Em dâu thực tế. Nha, quẩy lên trai ơi. Xuân lên. Em nói cho anh nghe nè. Chị dâu em cũng coi như là chị ruột vậy đó. Nói gì vui vẻ dẫn trai đi liền. Trai không có cần sợ chứ chưa. Vui vẻ đi chị ơi. Chồng con gì tầm này trai ơi. Sao mà nó ràng tùm lum vậy trời, có đeo băng mà trời. Bị gì chị hai? Chị bị tới tháng, tràn băng luôn này dính nước hết bụng luôn. Không biết hồi nãy trong quán bar người ta có thấy không nữa. Thấy chắc nguyên chết luôn á. Ủa sao chị hai không xài tóc nguyện sang nè. Em xài vô là em ngủ nè, em nhảy nè, em chạy, em bơi không bao giờ tràn luôn. Ê cái tóc nguyện sang á chị nghe nói là xài ok nha. Mà tại vì chị không biết cái loại nào tốt hết cho nên là chị cũng chưa có mua xài nữa. Nè em đang xài cái BU cúp nè. Trời ơi xài đã lắm chị. Nguyệt sang của BU cúp nè chị, không có cọm nè, mà chống tràn không có sợ bị rò rỉ đâu hết trơn á, không mùi mà còn sạch sẽ thoáng mát nữa. Đó thấy nó mềm ghê chưa? Ê mà không được, chị sợ nó không có vừa cái cỡ của chị á. Đâu có đâu chị, BU cúp đã thiết kế dành riêng cho cơ địa phụ nữ Việt rồi, chứ làm gì có chuyện mà cỡ chị không vừa. Ê mà thôi không được đâu, phải thay ra thay vô một ngày biết bao nhiêu lần luôn á, mất công lắm. Bà quê sao á ta, thời buổi nào rồi mà còn thay ra thay vô. Cái này là có thời gian chứa từ 8 tới 12 tiếng lẫn đâu cần thay ra thay vô gì đâu trời. Ê đã vậy hả? Đâu rồi chuyện cái chị xài coi thử coi. Nè cho chị học mới nè. Ê mặc vô thoải mái nha em. Không cỡ mà không có cảm giác gì hết chưa á. Không biết là đang mặc luôn á. Ê vui nha đã nha. Rồi 12 giờ chưa đi ngủ nữa. Làm dâu mà